Xin chào, rất vui tôi được gặp lại các bạn trong loạt video gây nổ não bằng những sự thật. Bạn có biết đâu là cỗ động cơ lớn nhất thế giới? Vi khuẩn trên thế giới nhiều cỡ nào? Hỏa diệm sơn trong phim Tây Du Ký có thật hay không? Hay là thắt cà vạt có thể không tốt cho não của bạn? Chào mừng đến với Sự thật nổ não mùa 4 tập 17. Thế giới này là của vi khuẩn. Thế giới này là của vi khuẩn. Theo một bài báo khoa học trên Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, thế giới hiện có khoảng 5 x 10 mũ 30 hay 5.000 tỷ con vi khuẩn. Mặc dù trung bình một con vi khuẩn có đường kính 0,5 micromet và chỉ dài khoảng 2 micromet, thế nhưng nếu như bạn khéo tay, bạn có thể xếp chúng thành một sợi vi khuẩn kéo dài tới 1 tỷ năm ánh sáng. Wow! Bạn không thể nhìn thấy sợi vi khuẩn này bằng mắt thường vì 1 micromet mỏng hơn sợi tóc người khoảng 100 lần. Nhưng thêm một lần nữa, nếu như bạn khéo tay, bạn có thể quấn sợi vi khuẩn này cuộn tròn vòng quanh dải ngân hà khoảng 3.000 vòng. Lúc này, sợi vi khuẩn sẽ tạo thành một dải huy băng rộng khoảng 1,5mm, đủ để nó bắt lấy ánh sáng từ thiên hà và bạn có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nếu như 1 tỷ năm ánh sáng là thứ gì đó quá mơ hồ đối với bạn, hãy thử thế này. Nếu ta gói tất cả vi khuẩn trên trái đất vào một khối lập phương, giả định là nó sẽ không sụp đổ dưới sức nặng của chính nó, thì ta sẽ có một khối lập phương vi khuẩn cạnh 12,5 km. Nếu như bạn đặt nó trên bầu trời Hà Nội, thì nó sẽ trông như thế này. Trong khi đó, nếu như bạn làm điều tương tự với toàn bộ 8 tỷ con người trên trái đất, khối lập phương người có cạnh còn chưa đến 1 km. Nghe thì rất là khó tin, bởi vì làm thế quái nào mà những thứ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lại có thể nhiều đến như vậy. Thế thì bạn hãy hình dung như này: vi khuẩn có ở hầu hết mọi ngóc ngách và xó xỉnh của hành tinh. Chúng tồn tại trên đá, trong đất, trong nước, trong chất thải phóng xạ, sâu trong lớp vỏ của trái đất, trong cả băng tuyết và suối nước nóng. Chúng sống trong mọi môi trường sống, bao gồm cả bên trong các cơ thể sống khác, bao gồm cả khoang mồm và ruột của bạn, hình thành những đại đô thị vi khuẩn dày từ vài micromet đến 1.000 micromet, tương đương 1 mm, nhầy nhụa và bám trên mọi bề mặt mà ta gọi là mạng vi khuẩn. Chất nhờn trên đầu vài hoa sen, dưới mép bồn cầu hoặc trên lỗ thoát nước nhà tắm chính là các mạng vi khuẩn, các đại đô thị vi khuẩn hàng triệu dân. Chúng sống ở mọi nơi mà con người sống được và cả ở những nơi mà không còn người nào sống được. Vi khuẩn được tìm thấy trong tầng bình lưu ở độ cao từ 7 đến 50 km và ở độ sâu 11 km dưới đáy rãnh Mariana. Và bạn còn nghĩ rằng thế giới này là của bố mày là không nào? Mother of động cơ. Các cụ xưa có câu là môn đăng hộ đối, ý nói là con cái nhà có địa vị thế nào thì nên lấy người có địa vị tương đương. Ngày nay, giới trẻ có một câu với ý nghĩa mà phần nào đó tương tự, đó là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Ý của nó là bạn có năng lực, gia cảnh, kinh tế, bằng cấp và tâm hồn ở tầng nào trong xã hội thì thường sẽ gặp được nửa kia có level tương xứng. Khi mà áp dụng vào các phương tiện vận chuyển thì nó có nghĩa là một chiếc xe, một con tàu to cỡ nào thì sẽ cần một động cơ to cỡ đó. Và trái tim của những con tàu chở container lớn nhất thế giới chắc chắn phải là những chiếc mother ở động cơ. Xin được giới thiệu Vatzilla 14RT Flex 96C, động cơ piston lớn nhất và mạnh nhất trên thế giới. Con quái vật này là một động cơ diesel tốc độ thấp, tăng áp, hai thì, được chế tạo bởi công ty Phần Lan Vatzilla. Nghe như là Godzilla ấy nhở, thảo nào to như quái vậy. À không không, nó không phải là để chạy con quái vật cơ khí Mecha Godzilla, mà được thiết kế dành riêng cho các siêu tàu chở container với sức chứa trên 15.000 container như là chiếc Emma Musk. Nó cao 13,5m, dài 26,59m và nặng hơn 2.300 tấn. Để bạn dễ hình dung thì động cơ này nặng tương đương gần 500 con voi bưởi cỏ châu Phi trưởng thành, hoặc là 4 cái động cơ này thì sẽ nặng tương đương một chiếc tháp Eiffel. Wow. Nó lớn tới mức người ta cần tới cả cầu thang, rất nhiều cầu thang và thang máy để các kỹ sư có thể di chuyển xung quanh trong quá trình chế tạo. Không hề khó hiểu khi mà nó cao như một ngôi nhà 4 tầng.
Nhiều cấu kiện của động cơ này nặng hơn hầu hết những phương tiện di chuyển thông thường của con người. Ví dụ, cái piston dài 6 mét và nặng tới 5 tấn rưỡi, trong khi trục khuỷu nặng tới 300 tấn, cỡ 8 chiếc xe tăng T-55. Khi bạn đi một chiếc xe máy, động cơ 175cc trở lên đã được gọi là phần khối lớn. Một chiếc ô tô dung tích động cơ 3,5 lít đổ lên đã được liệt vào hàng hốc xăng như là vòi uống phì là tốt. Mặc dù trên đời cá là cũng chưa có ai thấy vòi uống phì là tốt nó trông dữ lắm. Theo thông tin công bố, dung tích một xi lanh của Mother Earth động cơ lên tới 1.828,7 lít. Đường kính trong của mỗi xi lanh lên tới gần 1 mét, nghĩa là nếu như buồn thì bạn có thể nhảy xuống tắm cho bạn. Vazila 14RT Flex 96C có tới 14 xi lanh, nghĩa là tổng dung tích của động cơ này lên tới 25.600 lít. Nếu dùng để đựng nước, nó sẽ là đủ để một hộ gia đình 5 người dùng cả tháng, mà có khi còn chả hết. Các nhà văn hiện chưa nghĩ ra được một sự ví von nào cho cái sự ăn uống của Vazila 14RT Flex 96C. Theo thông tin công bố, em nó hút nhẹ nhàng 250 tấn nhiên liệu mỗi ngày, thế nhưng đó chắc chắn không phải là một sự lãng phí. Cỗ động cơ có cân nặng của vài chục bầy voi này sản sinh công suất tối đa lên tới 107.397 mã lực. Nó tương đương với khoảng 1.000 chiếc xe hơi cỡ nhỏ và đủ để đẩy con tàu chở hàng trăm nghìn tấn lao đi với vận tốc 50 km/h. Và nếu như bạn vừa mới ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thì đừng vội ngồi dậy. Cỗ động cơ này sản sinh mô men xoắn cực đại lên tới 7,6 triệu Newton mét, tại tua máy tối đa là 102 vòng trên phút. Giờ thì bạn hiểu tại sao lại gọi nó là một động cơ tốc độ thấp rồi chứ. Nó tương đương với hơn 50.000 chiếc xe hơi cỡ nhỏ mà VFX vừa mới nhắc tới bên trên. Hỏa diệu sơn đời thật. Nếu như bạn thuộc thế hệ 8X, 9X thì một trong những mảnh ghép tuổi thơ chung của hầu hết chúng ta có lẽ chính là bộ phim Tây Du Ký. Trong một tập của bộ phim, đoàn phượt thủ 4 người phải vượt qua một vùng đất rực lửa quanh năm suốt tháng, gọi là Hỏa Diệm Sơn. Nhưng tưởng đây là trò bày ra bởi yêu ma quỷ quái, thế rừng sức nóng của Hỏa Diệm Sơn té ra lại chính là do Tề Thiên Đại Báo năm xưa trên trời đã đạp đổ một lò bát quái, khiến cho củi lửa rớt xuống một vùng đất rộng lớn dưới trần gian. Lửa tại Hỏa Diệm Sơn rất đặc biệt, chỉ có quạt ba tiêu của phu nhân Châu Ca Ca thì mới có thể dập được. Địa danh nghe nặc mùi bốc phét này, ấy thế mà dường như có thật. Đó là núi Hỏa Nham, một vùng đất khắc nghiệt thuộc dãy Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc, cách thành phố Tupan 10 km về phía đông bắc. Mùa hè thường xuyên đạt trên 50 độ C, có lúc nhiệt độ bề mặt lên tới 70 độ C. Tại một số thời điểm trong ngày, ánh sáng mặt trời khiến cho các đường rãnh màu đỏ do xói mòn trông giống như là đang rực cháy vậy. Và nó không chỉ trông như đang rực cháy, núi Hỏa Nham cũng từng có những đám cháy tự phát do trước đây nơi này là một mỏ than. Những ngọn lửa đã cháy âm ỉ suốt hơn 100 năm, mãi cho đến khi được dập vào năm 1983. Những đám cháy mỏ than tự phát không phải là hiếm. Khi một tia sét hay một đám cháy rừng xảy ra gần một mỏ than lộ thiên hoặc ngầm trong lòng đất, nó có thể khơi mào một đám cháy mỏ than âm ỉ suốt hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm. Đám cháy mỏ than cổ xưa nhất vẫn còn đang cháy, nằm trên ngọn núi cháy Burning Mountain ở Wigan, New South Wales, Australia, cách thành phố Sydney khoảng 224 km về phía bắc. Đám cháy ngầm được cho là nằm ở độ sâu khoảng 30 mét dưới lòng đất và có vẻ như là đã cháy được khoảng 6.000 năm. Để bạn dễ hình dung thì vào lúc mà đại kim tự tháp Giza được khởi công xây dựng ở Ai Cập cổ đại cách đây 4.600 năm thì ngọn lửa trên núi cháy đã cháy được 1.400 năm rồi. Sở dĩ ngọn núi có thể cháy được lâu như vậy là do nó rất khó để dập tắt. Những ngọn lửa mỏ than tuy âm ỉ thế nhưng được nuôi dưỡng bởi trữ lượng than hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu tấn. Nó thường nằm sâu trong lòng đất, nghĩa là tránh được mưa bão hay là băng tuyết, và thường chỉ tắt khi mà chúng xùi rủi húc phải những mảnh nước ngầm to tổ bố hoặc là gặp phải một trận mưa trăm năm, nghìn năm mới có một lần. Cái giá của thắt cả vạt.
một trong những phụ kiện mang tính biểu tượng của cánh mày râu, thể hiện sự trưởng thành, giàu sang, quyền quý và đôi khi là cả đạt cấp úp bồ nữa. Này. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2018 trên 30 người, một nửa trong số đó đeo cà vạt, lại chỉ ra rằng việc đeo cà vạt gây ra những tác động tiêu cực lên mạch máu não. Cụ thể, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy rằng việc thắt cà vạt quá chặt có thể chèn ép các tĩnh mạch cổ và động mạch cảnh, làm giảm 7,5% lưu lượng máu đến não, có thể gây ra đau đầu, chóng mặt và buồn nôn. Trước đây, người ta đã chứng minh được rằng cà vạt thắt quá chặt cũng có thể làm tăng áp lực lên mắt. Ngoài ra, phụ kiện mà các nhà khoa học ví von là sự bóp cổ được xã hội mong muốn, socially desirable strangulation, cũng có thể trở thành một ổ về chủng tiềm năng. Đúng là cái gì cũng có giá của nó, và thắt cà vạt cũng vậy. Anh chị em đã nổ não hay chưa? Mời để lại bình luận bên dưới. Như mọi khi, nhớ like và share video để ủng hộ chúng tớ. Đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên được bổ sung kiến thức kỳ quái. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.